Năm học 2024-2025, huyện Côn Đảo có khoảng 3.200 học sinh. Hiện nay các trường cơ bản hoàn thành công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và đưa vào sử dụng trước khai giảng với tổng kinh phí hơn 7,7 tỷ đồng. Làm việc với Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện Côn Đảo nêu một số khó khăn hiện nay như thiếu nguồn giáo viên tuyển dụng, nguồn kinh phí để chi trả cho hợp đồng giáo viên gặp khó khăn, cấp tiểu học gặp khó khăn trong việc thực hiện sắp xếp lớp theo nghị quyết 47 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Số lớp của cấp tiểu học đang vượt quá số lớp quy định của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đánh giá cao công tác chuẩn bị năm học mới các trường trên địa bàn huyện Côn Đảo, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận những khó khăn, kiến nghị của các trường để tổng hợp kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh sau buổi giám sát. Ngoài ra, Ban Văn hóa Xã hội đề nghị địa phương cần đánh giá lại công tác tuyển sinh đến thời điểm hiện tại chưa đạt theo dự kiến, cần công khai các khoản thu của nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh, rà soát đảm bảo công tác mua sách giáo khoa cho học sinh trong năm học mới.